Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 18 tháng 4 năm. Rồi, buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng mười mấy lô ha, mười mấy lô anh em. Rồi, buổi trưa nay em có soạn ra thêm được mấy cây siêu to khổng lồ anh em. Siêu to khổng lồ ha. Có một con G3C. G3C này là phải nói là siêu đẹp anh em. Con này ốc rồi còn vàng tư luôn nè, nước sơn rồi còn bóng hới luôn anh em. Rồi, con này thì bao đẹp. Cần xây đâu ok luôn. TD33. Robin chùa anh em, Makita chùa 281 ha, 281. Rồi Mitsu T200 nè. Rồi xin đi qua S35 anh em. Rồi ở đây còn lại một số lô thì em tiếp tục lên clip cho anh em ha. Anh em nào hồi tối coi thì chưa kịp đó thì buổi trưa nay xem anh em. Thì mỗi ngày như mỗi ngày thì em có đều lên video vào hai buổi anh em. Buổi trưa thì tầm khoảng 11 giờ đến 12 giờ trưa ha. Rồi còn buổi tối thì khoảng 7:30 đến 8 giờ tối nha anh em. Đó là hai cái khung giờ của em mỗi ngày. Máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp e, đầu bò, chén kẹp thì bao đầy đủ anh em. Bao đầy đủ ha, giật hơi thử lửa đồ ngon lành thì gửi máy ha. Còn máy thì lô thì hai cây thì em bán hết hai cây anh em. Lô lớn thì bán hết lô lớn ha, chứ không có xé lẻ anh em, không có xé lẻ ha. Còn anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn mấy cây lẻ nè. Mấy cây lẻ thì mới bán lẻ nha anh em. Tại vì về nó nhiều khi nó không có đúng lô anh em, không có giống lô rồi thì nó không lô vô lô. Còn cái nào nó lẻ lẻ thì anh em nào chốt lẻ thì chọn một cây giùm em. Rồi em vô cái con đầu tiên. Con đầu tiên là con Genos G3C anh em. Con này thì cực kỳ đẹp anh em ơi. Nước sơn được còn bóng hới à. Con này G3C ha. G3C. Rồi con số 1 này là 900 ngàn anh em, 900 ngàn ha. G3C 900 ngàn. Con số 1. Cần của nó là cần xây luôn anh em. Cần xây. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Đầy đủ ha. Rồi con số 1 900 ngàn. Con số 2 là con Kawasaki. Kawasaki TD33 anh em. Nòng 37 ly ha. Rồi con số 2 này là 1,1 triệu anh em. Nòng 37 ly. Cần của nó là cần tum lớn luôn anh em. Tum lớn, bố cung lớn. Con số 2 1,1 triệu. Tay lái của nó là tay lái dài, đầu bò chỉnh kẹp dao thì đầy đủ luôn. Đầy đủ đầu bò chỉnh kẹp dao luôn anh em. Rồi con số 2 1,1 triệu. Số 3 là hai con Makita 281 anh em, Makita 281 ha. Rồi cái này thì nó đang thiếu hai bộ hai nắp bu e anh em, với lại cái chỗ này nó bị gãy mấy găng ha. Cái này gãy thì mình cắt bỏ luôn anh em. Đây mấy cái chỗ này gãy thì mình cắt bỏ luôn ha. Rồi lô này thì 1,4 triệu một cây anh em, hai cây là 2,8 triệu. Makita 281 còn bao đẹp anh em, liền lạc luôn. Rồi tay lái của nó là tay lái dài, đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 3, hai cây 2,8 triệu, 1,4 triệu một cây. Tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 này là con này là con Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu T200. Mitsu T200 anh em còn bao đẹp luôn. Nòng của nó là nòng 40 ly ha, Mitsu T200 nòng 40 ly. Rồi con số 4 này là 1,8 triệu anh em. Cần thì tay lái thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Tum lớn, bố cung lớn. Mitsu T200 anh em, con này nòng 40 ly. Con số 4. Rồi tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là con Shindewa anh em. Shindewa S35 ha. Con này nó đang thiếu cái nắp bu e anh em, thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi con xin đi qua S35 này, bình xăng trên nha anh em. Bình xăng trên. Nước sơn thì phải nói là bao đẹp luôn nha anh em, còn mới tinh. Cần nè, cần tay lái nè, quá đẹp. Rồi con số 5 này là 1,9 triệu nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài, cần lắp xay luôn. Rồi con số 5 1,9 triệu. Đầu bò chỉnh kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn ha. Tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là hai con Mitsu TB nha anh em. TB này là TB23 và TB24 ha. TB23, 24 anh em. Rồi hai cây 2 triệu, 1 triệu một cây. Tay lái của lô này là một dài một tròn anh em. Đầu bò chỉnh kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 6, hai cây là 2 triệu, Mitsu TB 23, 24. Lô số 7 là hai con Tanaka giật sao anh em. Tanaka giật sao ha, hai con này thì hơi lửa ngon lành, bao hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Hai con này 1 triệu anh em, 500 ngàn cây. Tay lái cũng là tay lái dài luôn, tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao đầy đủ luôn ha. Lô số 7, hai cây 1 triệu, 500 ngàn cây. Mitsu của Tanaka giật sao chứ, Tanaka giật sao lô số 7. Rồi lô số 7 anh em, Tanaka giật sao ha.
lô số 7, 500.000 cây, hơi lửa ngon lành. Còn đây là TB 23 24 năm 1 triệu cây ha. Mitsu T200 1.8 triệu. Còn đây là Cineo S35 nha anh em, 1.9 triệu. Rồi lô số 8. Lô số 8 là lô này là lô Mitsu TL23. Mitsu TL23 nha anh em, lô số 8 ha. Rồi 1.150.000 một cây nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 8 5 cây 5.750.000. 5 cây 5.750.000 nha anh em, lô số 8 ha. 1.150.000 cây. Mitsu TL23. Lô số 9 là Echo 200. Echo 200 là lô này là 550.000 cây nha anh em, 550.000 cây ha. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Đậu bò chấn kịp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi lô số 9. 4 cây 2.2 triệu, 550.000 cây. Echo. Echo 200. Lô số 10 là Echo 260 nha anh em. Echo 260 ha, nòng 34 ly. Rồi lô này là lô số 10. 5 cây là 6.250.000 nha anh em. 1.250.000 một cây ha. 5 cây là 1.250.000. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn anh em, đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi Echo 260 anh em, nòng 34 ly. Rồi lô này 1.250.000 một cây. Lô số 10. Rồi lô số 10 anh em, 1.250.000 một cây. Echo 200, cái này thì 550.000 anh em. 550.000 Echo 200. Mitsu TL23 thì 1.150.000. Rồi lô số 11 là Echo xanh. Echo xanh thì là lô này thì phải nói là bao đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi 22, 24 và 26 anh em, tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi Echo xanh nha anh em. 22, 24 và 26, lô số 11. 6 cây là 3.9 triệu, 650.000 cây. Lô số 12 là Echo 209 nha anh em. Echo 209 ha, số 12. Rồi lô này thì 700.000 cây, 3 cây 2.1 triệu. Tay lái thì bao cho anh em tay lái dài. Cần thì có một cây ngắn thì em sẽ đổi cho anh em cây cần dài luôn ha. Lô số 12 anh em, Echo 209, nòng 32 ly, 700.000 cây. Lô số 13 là lô Govincock. Govincock anh em, lô này thì 650.000 cây ha. 6 cây là 3.9 triệu anh em. Lô số 13. Lô này thì phải nói bao đẹp anh em, cần cực kỳ đẹp luôn. Tay lái của nó là có một cái tay lái tròn anh em. Có một cái tay lái tròn ha. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 13 nha anh em, 6 cây 3.9 triệu, 650.000 cây. Lô số 14 là Mitsu TL26. TL26 anh em, lô này thì 1.7 triệu cây, bao hơi lửa đủ đồ, chế hệ quên gồ hai kim, tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp thì đầy đủ anh em, cái nào thiếu thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi 1.7 triệu cây nha anh em, Mitsu TL26 261 1.7 triệu cây. Lô số 15 là Gobin 25 anh em, nòng 34 ly tum gầy. Rồi lô này 900.000 cây, 3 cây là 2.7 triệu, tay lái dài luôn anh em. Rồi hơi lửa ngon lành, lô số 15. Gobin anh em, Gobin này là Gobin 25 nòng 34 ha. Mitsu TL26 261 1.7 triệu cây. Govincock. Rồi Govincock anh em. 6 cây thì 3.9 triệu. Echo 209 700.000 cây. Echo xanh 650.000 một cây anh em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 ha. Rồi xin chào tất cả anh em.